Một số loại thuốc tốt nhất của chúng tôi đến từ thiên nhiên và các nhà khoa học luôn tìm kiếm các sản phẩm tự nhiên có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe con người. Thực vật và vi sinh là nguồn tiềm năng của các hợp chất hoạt tính sinh học. Cả hai loại sinh vật đều tạo ra các phân tử cho các mục đích riêng của chúng, có thể giúp chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học đã khám phá hệ vi sinh vật của một loài động vật có tên là Sinoicum adarianum, có nguồn gốc từ các hòn đảo xung quanh Nam Cực. Sinoicum adarianum là một loại mực biển hoặc ascidian và là nguồn gốc của một phân tử Pomerolia có đặc tính chống u ác tính. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng một loại vi khuẩn đã tạo ra hợp chất này. Báo cáo trên Elsevier, vi khuẩn sản xuất Pomerolia hiện đã được xác định và hợp chất này có thể được nghiên cứu chuyên sâu. Nghiên cứu trước đây của nhóm này đã điều tra hệ vi sinh vật của Sinoicum adarianum. Có 21 loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong một bộ sưu tập các mẫu S. adarianum được lấy từ xung quanh quần đảo Anver Island ở Nam Cực. Sau khi tiến hành các phân tích di truyền khác nhau trên các mẫu này, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy loại vi khuẩn nào trong hệ vi sinh vật của mực biển đang tạo ra Pomerolia. Loại vi khuẩn mới này là một loài Verrucomicrobium thuộc họ Apiteuticae. Các nhà nghiên cứu đã đề xuất gọi nó là Candidatus sinoici habitans pomerolidicae. Tác giả chính của nghiên cứu Alison Murray, tiến sĩ, giáo sư sinh học tại Viện Nghiên cứu Sa mạc. Lưu ý rằng nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên liên kết một sản phẩm tự nhiên ở Nam Cực với bộ máy di truyền chịu trách nhiệm sinh tổng hợp của nó. Trong suốt quá trình tháo gỡ nhiều đoạn gen của nhiều loài khác nhau trong hệ vi sinh vật, chúng tôi đã phát hiện ra rằng bộ gen của loài vi sinh vật mới lạ này dường như chứa nhiều bản sao của các gen chịu trách nhiệm sản xuất Pomerolia. Tác giả nghiên cứu cấp cao Patrick trên PhD cho biết thuộc phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos. Murray cho biết thêm, các nhà khoa học không thể đi thu thập nhiều những con mực biển này để có được một loạt Pomerolia. Vì vậy hiểu được hóa sinh cơ bản của quá trình sản xuất hợp chất và những gen liên quan sẽ mở ra cánh cửa cho việc trồng trọt, Murray nói thêm. Một khi các nhà nghiên cứu có thể tạo ra nhiều chất này, họ có thể nghiên cứu các đặc tính chống ung thư của phân tử và khả năng sử dụng của nó. Vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Ví dụ, các nhà nghiên cứu không biết Pomerolia phục vụ cho mục đích gì đối với mực biển hoặc vi khuẩn tạo ra nó, hoặc liệu các động vật Nam Cực khác cũng tạo ra hoặc sử dụng phân tử này hay không. Các vi khuẩn sống trong động vật bao gồm cả con người thường phục vụ các mục đích sinh học quan trọng cho vật chủ. Bọt biển, san hô và mực biển được biết là có mối quan hệ cộng sinh với vi sinh vật, có thể giúp chúng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt ở Nam Cực. Một số làm cho động vật phát quang sinh học, một số khác tạo ra các sắc tố quang bảo vệ, chẳng hạn. Có thể còn nhiều phân tử có tiềm năng y học khác vẫn đang chờ được khám phá ở đó và những nơi khác. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.